Chiều ngày 9 tháng 10, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho em Lê Xuân mạnh, học sinh trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, quán quân đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23. Ông Đỗ Trọng Hưng, bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen, phân thưởng 200 triệu đồng cho em Lê Xuân mạnh. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho một tập thể và sáu cá nhân trường Trung học phổ thông Hàm Rồng có nhiều thành tích trong việc hướng dẫn em Lê Xuân Mạnh đạt ngôi vị quán quân đường lên đỉnh Olympia. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng trao thưởng 60 triệu đồng cho em Lê Xuân Mạnh. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận biểu dương thành tích mà em Lê Xuân Mạnh đạt được, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục. Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, bạn bè cùng với gia đình đã góp sức làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào.